trở thành hoàng đế nhờ chiếc nón cỏ. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Năm 517, theo lời di huấn của sư phụ, Bồ Đề Đạt Ma từ Giá Ấn Độ dùng thuyền vượt biển. Sau 3 năm, ngài đến Quảng Châu, Trung Hoa. Lúc ấy là Triều Lương, thời Nam Bắc Triều. Hoàng đế là Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế sinh năm 464, mất năm 549, là vị hoàng đế khai quốc của Triều Lương thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ Lương Vũ Đế trị vì là một trong những giai đoạn ổn định và thịnh vượng nhất của Nam Triều. Lương Vũ Đế rất tôn sùng Phật giáo. Ông khuyến khích xuất gia dựng chùa chiền, xem đây là phương thức tạo phước báo để ngôi vị được trường cửu. Chính ông là người đề xướng ăn chay trường trong triều đình. Sau đó, ăn chay trở thành đại giới bắt buộc trong Phật giáo Đại Thừa ở Trung Hoa. Có lần, Lương Vũ Đế tìm đến một vị cao tăng và hỏi rằng: "Ta nay được làm hoàng đế, nhờ hòa thượng xem tiền kiếp ta đã làm việc tốt gì mà tích được phước lớn thế này?" Vị cao tăng đáp rằng: "Kiếp trước của hoàng thượng là một tiều phu. Một lần đang đốn củi trên núi thì gặp mưa lớn. Ngài bèn chạy vào một ngôi miếu quan đổ nát trú mưa. Cảnh tượng trong miếu quan tàn, tượng Phật bị gió tạt mưa sa rất thê lương. Hoàng thượng thấy cảnh ấy bất giác phát thiện tâm, nghĩ cách che chở cho tượng Phật. Lúc đó người rất nghèo, bèn dùng nón cỏ duy nhất của mình đặt lên đầu tượng Phật để che mưa. Nhờ phúc báo đó mà người được làm hoàng đế kiếp này." Lương Vũ Đế nói: "Một chiếc nón cỏ có thể được làm hoàng đế. Vậy ta cho toàn dân tạo chùa miếu, đúc tượng Phật thật nhiều, như vậy thì sẽ giữ được ngôi vị vĩnh viễn." Ông đã lệnh cho toàn quốc tập trung nhân lực, tài lực xây dựng rất nhiều chùa chiền. Bồ Đề Đạt Ma được vua Lương Võ Đế triệu vào cung Kim Lăng giảng đạo. Cuộc trò chuyện giữa họ có để lại bài học cho con người ngày nay. Nhà vua hỏi: "Trẫm một đời cất chùa, độ tăng bố thí cúng dường, đúc chuông, tạc tượng, ấn tống kinh sách, như vậy có được công đức gì chăng?" Bồ Đề Đạt Ma trả lời: "Những việc làm ấy thực không có công đức gì cả." Vua lại thắc mắc: "Tại sao không công đức?" Ngài Đạt Ma đáp: "Bởi vì những việc vua làm là hữu lậu, chỉ có những quả nhỏ trong dòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật." Vua lại hỏi: "Vậy công đức chân thật là gì?" Ngài Đạt Ma đáp: "Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn, thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức. Và công đức này không thể lấy việc thế gian như xây chùa, chép kinh độ tăng mà cầu được." Sau 19 ngày thuyết giảng tại triều đình, Ngài Đạt Ma thất vọng vì căn cơ của nhà vua và các triều thần quá thấp, không thể lĩnh hội được những tư tưởng của Ngài nên đã rời đi. Sau khi Ngài bỏ đi, Lương Vũ Đế vô cùng hối hận, sai người đuổi theo. Ngài đến bờ sông Trường Giang, không có thuyền, nhưng thấy nhóm người ngựa đang đuổi theo sau lưng. Bèn bứt một cọng lau ném xuống sông, rồi đứng trên đó mà vượt sông Trường Giang. Tích nhất dĩ độ giang có nguồn gốc từ đó. Hiện nay ở Thiếu Lâm Tự, núi Tung Sơn vẫn còn tượng đá tạc cảnh Ngài đạp cọng lau qua sông. Trong đề tài Đạt Ma Huyết Mạch Luận gồm có Phật Tâm, Phật Tánh và Pháp Thân, Ngài tự thán với bài kệ sau: "Mỗi mũi tầm thường lạc chim điêu, mũi tiếp dồn thêm đốt cháy tiêu.
trực chỉ Thiếu Lâm ngồi vách đá, vua Lương thôi chớ, thỉnh cùng kêu. Tại sao chỉ một cái nón có che tượng Phật đời trước mà Lương Vũ Đế đời này được phúc báo làm hoàng đế? Bởi tuy là cái nón cỏ, nhưng đó là của cải duy nhất của ông, tức là ông bỏ hết tài sản của mình để bảo hộ tượng Phật. Cái tâm đó mới là lớn và quý giá. Vậy tại sao Lương Vũ Đế cả đời xây dựng chùa Phật, cúng dường tăng ni, đúc chuông, in ấn kinh sách mà Ngài Đạt Ma lại nói không có công đức? Là vì những việc ấy là để cầu công đức, trong lòng lại truy cầu phúc báo, muốn giữ được ngôi vĩnh viễn. Thần Phật thần thông quảng đại, liệu có cần những thứ tầm thường của con người? Thần Phật nhìn tâm con người chứ không nhìn vật chất, lại không thể vì những điều ấy mà có thể tùy tiện giúp đỡ con người.